Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Theo hãng tin AFP, Iran cho biết hiện tại nước này không thấy có cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman do căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Muscat của ông Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã nêu rõ Oman đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington, được gọi là tiến trình Muscat. Hiện tại, tiến trình Muscat đã bị dừng lại do các điều kiện cụ thể của khu vực. Chúng tôi không thấy cơ sở cho các cuộc đàm phán này cho đến khi cuộc khủng hoảng hiện tại được giải quyết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục đàm phán hay không và tiếp tục dưới hình thức nào, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết. Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tuyên bố của ông Araghchi. Iran đã bắn 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10, trong một hành động trả đũa cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo phong trào liên kết với Tehran trong khu vực và một vị tướng trong lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran. Vào tháng 6, Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trang web tin tức Axios của Mỹ đã đưa tin vào thời điểm đó rằng các quan chức Iran và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về cách tránh các cuộc tấn công khu vực leo thang. Bộ trưởng Iran đã đến quốc gia vùng vịnh này vào sáng sớm 14 tháng 10 và đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Oman, Baad bin Hamad al-Busaidi, sau chuyến thăm Iraq trước đó một ngày. Các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza và Liban. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến gần 42.300 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau cuộc tấn công của Hamas vào năm ngoái. Các cuộc xung đột đã lan rộng sang Liban khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chết người trên khắp đất nước, khiến hơn 1.488 người thiệt mạng và gần 4.300 người khác bị thương kể từ ngày 23 tháng 9. Ngày 14 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhân vật cấp cao trong quân đội, không quân và tổ chức của Iran có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong danh sách trừng phạt có ông Adorahim Mousavi, Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cục thiết kế hệ thống đẩy Fazal Negan và Cơ quan Vũ trụ Iran. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cáo buộc, bất chấp những lời cảnh báo liên tục, các hành động nguy hiểm của Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này đang thúc đẩy sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra trong danh sách trên cũng có hãng hàng không Saha Airlines và Matan Air. Thứ trưởng Quốc phòng Seyed Majed Galandari, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRG và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU. Đại úy cấp 3 Dmytro Plentenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết, hạm đội Nga đã mất khả năng tác động đến tiến trình giao tranh ở Ukraine. Trong bản tin chung toàn quốc 247 ngày 14 tháng 10, ông Plentenchuk cho biết, bất kể mức độ sẵn sàng hay số lượng đơn vị, hạm đội Nga không thể tác động đến chiến sự trên chiến trường của chúng tôi. Mặc dù một số đơn vị có khả năng được tái triển khai thông qua vùng biển nội địa, nhưng họ sẽ không làm như vậy vì họ không thể quản lý hiệu quả các đơn vị mà họ để lại ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen về cơ bản bị tê liệt ở khu vực biển Azov, Biển Đen. Ông cho biết, đối với các khu vực khác, chẳng hạn như Địa Trung Hải, quân đội Nga không thể tiếp cận quân Ukraine từ đó. Người phát ngôn Hải quân nhấn mạnh, biển Azov nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực hải quân Ukraine. Hai tàu ngầm Nga vẫn ở Biển Đen, có chức năng chính là bảo vệ Novorossiya. Họ đang nỗ lực hết sức để bảo vệ cầu Crimea, và cây cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu, và họ vẫn đang hướng mọi nguồn lực của mình vào đó. Chúng ta thậm chí có thể quan sát thấy rằng các cơ sở kho dầu không được bảo vệ tốt như cầu Crimea, ông Plentenchuk cho biết, đồng thời nhắc lại rằng vẫn còn hai tàu ngầm ở Biển Đen là tàu mang tên lửa hành trình, nhưng lưu ý rằng chức năng chính của chúng hiện nay là bảo vệ căn cứ Novorossiya. Vẫn chưa có tàu nào của đối phương ở biển Azov do họ lo ngại mất chúng, vì biển Azov nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Hải quân Ukraine. Trong một diễn biến khác, ở phương Tây,
nhận thức về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay đổi. Đại tá đã nghỉ hưu Ralf Thiele cho biết trong một bình luận trên tạp chí Focus của Đức. Tuần trước, báo Bild của Đức cũng đã đưa tin Đức sẽ không gửi thiết bị quân sự hạng nặng tới Ukraine. Ngoài ra, có thông tin cho biết Bộ Quốc phòng Đức không tin vào khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện một cuộc phản công trong tương lai gần. Bình luận về vấn đề này, tạp chí trực tuyến Focus của Đức cho biết, sau khi phương Tây khuyến khích ông Zelensky trong những năm gần đây bằng những lời tuyên bố và câu chuyện đầy phấn khích với hy vọng ông ấy nhận được sự hỗ trợ quân sự và hội nhập vào NATO và EU, một giai đoạn vỡ mộng hiện đang bắt đầu. Thiele tiếp tục rằng các đồng minh nước ngoài của Kiev có thể và chỉ muốn gánh chịu gánh nặng của cuộc xung đột này ở mức độ hạn chế. Điều này thật cay đắng đối với ông Zelensky, nhưng nó cũng giúp đánh giá các lựa chọn hành động quân sự và chính trị còn lại một cách thực tế hơn. Từ góc độ này, chuyến đi tới châu Âu của ông Zelensky chắc chắn rất hữu ích, Focus bình luận. Nhà khoa học chính trị Carol Masala mô tả chuyến đi châu Âu của ông Zelensky là một thất bại vì ông không đạt được bất kỳ tiến bộ nào với các yêu cầu trọng tâm của mình. Focus cho rằng, điều cay đắng không kém đối với ông Zelensky là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy một cuộc họp lên kế hoạch để hỗ trợ Ukraine ở Ramstein, Đức với lý do chính thức là cơn bão Milton đổ vào Florida. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, chứ không phải các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Đây là thông tin được tờ Washington Post dẫn lời hai quan chức nắm rõ vấn đề này. Theo đó, Thủ tướng Netanyahu đã nói như vậy với Tổng thống Joe Biden khi hai nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại vào tuần trước liên quan tới kế hoạch trả đũa Iran sau khi Tehran phóng hàng loạt tên lửa, đạn đạo tấn công vào Israel hôm 1 tháng 10. Mỹ đã tìm cách kiềm chế hoạt động đáp trả của Israel đối với Iran nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông. Một quan chức nói với Washington Post rằng Thủ tướng Israel đã đồng ý lên kế hoạch tấn công Iran theo cách không làm ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở Mỹ sắp tới, bởi một cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng Iran có thể khiến giá dầu tăng vọt và gây ảnh hưởng đến cơ hội của Phó Tổng thống Kamala Harris trước những cử tri vốn không hài lòng về giá xăng tăng cao. Cũng theo người này, hành động đáp trả của Israel sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tại Mỹ. Israel đặt mục tiêu phá hủy đơn vị UAV của Hezbollah. Truyền thông Israel đưa tin, sau cuộc tấn công gây thương vong lớn ở căn cứ huấn luyện quân sự thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Binyamina trong đêm 13 tháng 10, không quân Israel đã đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành máy bay không người lái UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên ở đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. UAV của Hezbollah đã sát hại 4 binh sĩ Israel và làm bị thương hàng chục người khác trong đêm 13 tháng 10, là một phần của cuộc tấn công trên không từ nhiều hướng của nhóm vũ trang. Theo đó, các tên lửa tầm ngắn được nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban bắn về phía Bắc, cùng 3 tên lửa chính xác được bắn về phía Haifa và 3 chiếc UAV. Một trong 3 chiếc UAV đã bị Hải quân Israel bắn hạ, một chiếc khác bị Iron Dome bắn rơi. Chiếc UAV thứ 3 bị máy bay phản lực và trực thăng của Israel truy đuổi và nhắm bắn 2 lần. Các biện pháp tác chiến điện tử cũng không thể làm chiếc UAV này mất phương hướng. Nó đã biến mất khỏi radar, cách vùng Acre 48 km về phía đông bắc. Vào thời điểm đó, Israel cho rằng nó đã bị rơi. Tuy nhiên, cuộc điều tra của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết chiếc UAV này sau đó đã xuất hiện trở lại trên màn hình radar, nhưng phía Israel lại không xác định được đó là UAV vào thời điểm đó. Trong quá trình xung đột, khoảng 1.200 UAV đã được bắn vào Israel và 221 chiếc đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của Israel. Truyền thông Israel hôm nay đã công bố một số thông tin xoay quanh máy bay không người lái UAV, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 67 người khác bị thương gần Binyamin. Jerusalem hôm 14 tháng 10 cho biết, cuộc tấn công UAV nhằm vào căn cứ quân sự gần Binyamin, Israel đã cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng lên bởi loại vũ khí này trong môi trường xung đột hiện đại. Được biết, loại UAV mà nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban sử dụng trong vụ tấn công có tên Mi-Sat-1, khí tài dựa trên những bản thiết kế của Iran và được nhóm này sử dụng từ 2 thập kỷ trước. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!